sợi chuỗi bằng nhựa và cột tóc này là kỷ vật mà bà ngoại của Đạt để lại cho con cháu. Đời ngoại nghèo, tha hương lên thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Cháu có đứa còn thơ dại, không có ba mẹ từ nhỏ, một tay ngoại chăm sóc. Nhưng vì Covid-19, ngoại ra đi để lại sự hụt hẫng lớn không gì bù đắp được. Từ lúc em bệnh, từ lúc em nhỏ hay bị cái gì, đều một tay ngoại lo hết. Quần áo, mền, gói đồ là một tay ngoại làm hết cho em. Trong cái thời gian dịch đó, em trước khi bà ngoại em mất thì em nghỉ 21 năm qua em chưa có đền đáp công ơn cho ngoại. Mà ngoại mất, em nói là không kịp trả hiếu cho ngoại được. Đã có những sự nuối tiếc như vậy xảy ra trong đại dịch. Hơn 23.000 con người ra đi trong lặng lẽ, không người thân bên cạnh. Khi trở về là những hạt bụi trần gian, kỷ vật còn lại là những thứ quý giá nhất. Rất là hoang mang, rồi con nhận cái đồ cuối cùng của ba đây, con dân làm sao đây? Thực sự rất là nặng nề lúc này. Như nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh, họa sĩ Lê Sa Long đã có những ám ảnh khi chứng kiến các câu chuyện đau thương xảy ra xung quanh mình. Ông đã vẽ lên những bức tranh ghi dấu giai đoạn này như một lời nhắc nhớ. Những giọt nước mắt rơi vào trong tranh. Khi mình gặp lại các anh chị, bạn bè mình, thì một số đã ra đi và nói một điều rất là xót xa. Và khi mình gặp lại thì cái điều đầu tiên là mọi người đều nói là rất là may mắn khi còn tồn tại trên cuộc sống này. Chính cái điều đó đã làm cho mình phải suy nghĩ và mình phải sống tốt hơn, hướng về tương lai. Người còn sống hôm nay nhắc nhớ về những người đã khuất bằng nhiều nghĩa cử khác nhau. Hôm nay chị Sương tranh thủ đến chùa từ sớm để cầu nguyện. Thứ nhất là mình sẽ cầu nguyện cho tất cả những cái người đã mất. Cái thứ hai là mình sẽ tự nhắc nhở là bản thân mình. Thì qua cái mùa dịch này mới hiểu được là cái mạng sống như thế nào, nó quý trọng như thế nào. Nhớ về những giây phút đen tối vừa rồi và từ điều đó mình nghĩ rằng là phải sống tốt đẹp hơn để cho ngày mai. Và điều đó mình hy vọng rằng ở trên cõi thiên đàng hoặc cõi xa thì mọi người sẽ nhớ và sẽ thấy rất là an tâm. Nếu một mai tôi có bay lên trời thì người ơi tôi đã sống rất thành thơi. Nếu một mai tôi có đi qua đời thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời.